xin lỗi mấy ông và chào mấy ông đã trở lại với channel của tôi trước này. Đây hẳn phải là cái video đầu tiên mà các ông thấy được cái mặt tôi trên này. Nó hơi ngu tí mấy ông thông cảm à, bởi vì đây là cái video đầu tiên mà tôi sẽ lên hình. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái vlog đầu tiên. Không biết anh gọi là cái vlog không, nhưng mà nó hơi một phần dạng nó hơi lú video thường thôi. Và đây là cái video tôi làm về cái sự kiện là Việt Nam Japan Comic Fest với lại Chibi-Lucy. Cái mùa Chibi-Lucy tệ hại nhất cái mùa năm nay. Nó thiệt là mùa Chibi-Lucy năm nay như cức. Ừ, nó thẳng luôn, nó hơi thục tí nhưng mà nó như cức. Tổ chức nó hơi tệ. Ừ, cái phần mà về Chibi-Lucy tôi sẽ nói trong phần sau. Còn bây giờ thì tôi sẽ nói qua về cái trải nghiệm khi mà đi cái sự kiện là Japan Comic Fest ở đây. À, trong đó là tôi đã gặp được khá là nhiều việc vui. Ừ, gặp được khá nhiều anh em fan toku cũng như là các đồng nhóm nghiện nhựa. Và cũng gặp được khá mấy bà cosplay xinh, đẹp. Má, 10 điểm. Vậy thì còn chờ gì nữa, vào thẳng video thôi. Má phèo dưới trời. Chokesu. Chia sẻ một chút thì đây là cái fest đầu tiên mà mình đi, cái fest đầu tiên trong đời luôn. Thì mình đã lội tầm 140 cây đi từ Bình Thuận, đi từ Hàm Tân Bình Thuận để mà lội lên thành phố Hồ Chí Minh. Đi nó hơi lâu tí, 4 tiếng đồng hồ bằng một cái xe 50. Một cái xe 50 mình lội 4 tiếng đồng hồ để mà lên đường Hồ Chí Minh, nó hơi quằn một tí. Đi dưới đường đổ xăng 2 lần. Má, tiền bay theo gió. Nhưng mà không sao, đây là một cái trải nghiệm khá là đáng nhớ của mình. Bởi vì lên đây là mình gặp được khá người nổi tiếng. Cũng có thể gọi là người nổi tiếng, bởi vì mình một phần mình cũng hâm mộ mà, một phần cũng là người ta nổi. Nên là thôi cứ gom lại mà nói đi. Đầu tiên là chắc là ông Nhiếm Hàng Hiếm. Nhiếm Hàng Hiếm, đúng rồi. Ông này là mình xem ổng chắc từ hồi ổng còn là M2 cơ. Rồi tiếp theo là chị Huyền Chi, đúng rồi chị Huyền Chi. Chị này lòng cho bài opening của Memekuro trong bản HTV3 nếu như các bạn không biết. Đó. Mà thôi, bây giờ là các bạn biết rồi đó. Và mình đã được xin chữ ký và chụp hình chung với chị Huyền Chi. Còn gì tuyệt vời hơn việc chụp hình chung và xin được chữ ký của huyền thoại. Từ từ, Để mình lấy cái túi ra cho các bạn coi. Đây, đó đây. There is. Đây. Các ông có thể thấy là từ từ để tôi chỉnh lại cái độ âm nét. Đây nét. Đây, trời ơi. Võ Huyền Chi tặng cho bé Khang, quá là tuyệt vời. Ở mặt trước đây là cũng được ký thêm một lần nữa. Đây. Võ Huyền Chi. Rất là tuyệt vời. Vui nhé. Đây còn cái này là chữ ký của anh Trí ký tặng là anh Minh. Nó thật là cái lúc mà mình đi xin được chữ ký của chị Chi á, cái lúc mà xin được chữ ký với lại đi chụp hình chung á là mình rất là rung. Em không nghĩ tới chuyện được gặp chị ngoài đời luôn á. Em gặp nhiều là em thấy anh hơn. Em sợ. Em ngại chị. Mình rung là bởi vì sao, là bởi vì mình hâm mộ chị Chi từ rất là lâu rồi. Từ cái thời mà HTV3 còn chiếu Bu Bu Cha Cha, cái gì Sakura Thu Đinh Thái Bài với lại Memekuro, đúng rồi, ba bộ huyền thoại luôn. Xem lúc đó xong là nhớ giọng chị Huyền Chi mãi. Xong rồi mình không nghĩ là tới bây giờ mình lại được có cơ hội mình gặp chị Huyền Chi ngoài đời cơ. Không nghĩ là được gặp ngoài đời, thậm chí còn được chụp ảnh bắt tay giao lưu, rồi được cận cảnh chị xin chữ ký cho cơ. Đấy, đó là một trong những cái khoảnh khắc mà mình cực kỳ hạnh phúc. Thật, cái hạnh phúc mà cái cảm giác mà mình được một cái người nào đó đối với mình nó khá là quan trọng, xong rồi ký tặng được cái thứ nó khó tả lắm mọi người. Thì cảm giác lúc đó nó thích lắm mọi người. Mọi người phải thử qua một lần đi, phải thử qua một lần rồi mới biết cái cảm giác nó như nào. Nó rất là phấn khích, nó thiệt, nó phê lắm mọi người ơi. Tiếp theo đó là mình cũng được chụp ảnh chung với là rất nhiều các bạn coser, rồi cũng như là mình có thêm một màn quỳ lại ban mai với lại Yuka, cùng với lại một ông đồng dâm từ đồng râm cùng nghiện đó, đồng râm cùng nghiện.
ngồi lại, hai ông lại hai tượng lại hai cái tượng, xong người ta đi qua tính tính vô làm chung. Nhưng mà thôi lúc đó hai tụi tôi lại xong rồi, tụi tôi đứng lên rồi, hơi hơi buồn trong ghê tí đó. Nhưng mà thôi kệ, anh em vui là được, anh em vui là được không sao hết. Và tiếp theo là khi nói về cái fest thì năm nay tổ chức rất là hoành tráng nha. Fest năm nay tổ chức rất là hoành tráng, và đồng thời cũng có thêm một vài sự quan tâm nho nhỏ đến từ ban tổ chức, đó chính là khi vào fest thì các bạn sẽ được phát cho một cái túi như thế này, một cái túi vàng ấy, một cái túi vàng này, rằng trong đó sẽ có đựng các phần quà khi mà các bạn đăng ký vào trong fest. Và đặc biệt là fest không tốn tiền vé, fest không hề tốn tiền vé, cho nên là các bạn được vào fest thoải mái, miễn phí không sao hết. Và trong túi này thường là sẽ có một gói mì, một gói mì hoặc là một ly mì, kèm theo đó là một cái bịch gel sữa rửa mặt, bịch gel gel rửa mặt, đúng rồi, bịch gel rửa mặt. Đó là cái tâm lý của người bên phía ban tổ chức họ chuẩn bị cho những người tham gia. Đó thật ra là một cái sự kiện rất là chu đáo, người ta làm rất là quan tâm tới những khách tham gia. Mình rất là thích cái vụ quan tâm như này, cực kỳ thích luôn chứ không phải là rất là thích ấy. Cho nên là đã dạy thêm nữa nha, fest năm nay còn có free đồ ăn thức uống. Free đồ ăn thức uống cơ. Mình trong đó mình được lần đầu trải nghiệm takoyaki. Nó hơi hà lúa tí, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình ăn takoyaki, bởi vì chỗ mình nó không có ai bán hết á, không ai bán takoyaki ở khu vực Bình Thuận hết á, cho nên là thôi chỉ có lên Hồ Chí Minh mà ăn thôi chứ sao. Và nói thật là mấy cái vụ mà free đồ ăn thức uống đồ cái thứ trong này là rất là được mọi người ưa thích, rất là chuộng luôn. Thì đi chơi fest đã đói rồi, đã khát rồi, mà còn có thêm vụ này nữa là thôi, sinh viên cuối tháng vô cứ phải là bù bù ống lại hết. Là fest năm nay tổ chức rất là tuyệt vời, mình cực kỳ ưng ý với lại cái fest năm nay. Cái fest đầu tiên mà mình đi mà nó thành công như vậy là nó chắc là mình sẽ còn phải đi fest dài dài để mình trải nghiệm thêm. Mong là mấy cái fest lần sau mình đi là nó cũng sẽ thành công như thế này, tuyệt vời như thế này. Bây giờ là tiếp tới phần của GBWC. Đấy, nói cái này là thấy mệt đúng không? GBWC nghe là thấy mắc mệt rồi. Năm nay là nói thật là bên phía GoGo Entertainment, không phải, đúng rồi, như là bên GoGo Entertainment đảm nhiệm phần tổ chức GBWC ở Việt Nam. Thì nói thật là nó khá là tệ, anh em trong cộng đồng hobby chửi cái GBWC lần này khá là nhiều. Lý do đầu tiên là vì sao? Tổ chức qua loa, nói thật là tổ chức rất là qua loa. Khi mà mình đến nộp bài á, là mình thấy cái phòng nó rất là nhỏ, nó như một cái phòng kho vậy mọi người. Nó là một cái phòng kho nha, nói thẳng luôn, nó là một cái phòng kho. Và trong đó là mình có thể thấy được cửa, nhà vệ sinh và vài ba cái thùng giấy, là mình không biết là đó là mấy cái thùng các tông đựng hàng hay là thùng gì, nhưng mà thì để nó khá là mất thẩm mỹ. Rồi mấy cái phần tủ kính nha, phần tủ kính thì kính đi dán keo nhìn nó lộ liễu lắm, kính dán keo nhìn nó lộ liễu, nhìn nó bị xấu ấy. Đấy, xong rồi là cũng như là về phần trưng bày tác phẩm thì những cái tác phẩm lớn á, thì người ta sẽ bắt buộc phải để ở ngoài vì không có chỗ trưng. Không hề có một chỗ trưng nào cho cái tác phẩm lớn, như là mình thấy có con PGSA Custom nè, rồi con Zaku cái bài mà World War II Secret ấy, Secret of World War II ấy. Xong rồi có mấy bài nữa to lắm nhưng mà mình cũng không nhớ hết. Nó thật là nhiều tác phẩm rất là ấn tượng, nhưng mà lại không có chỗ đựng, nhất là bài của ông Tạ Bảo Long. Bài ông Tạ Bảo Long khá là to, phải gắn led nữa cơ, đúng rồi, phải gắn led. Xong rồi khi mà các bạn đi vào á, đăng ký là thường là người ta sẽ cho một cái tờ giấy để mà điền tên đúng không? Nhưng mà mình thắc mắc là tại sao năm nay lại đưa một cái tờ giấy mà dạng giấy bóng ấy, giấy bóng mà đưa một cái bút mực ghi, nó không có ăn mực nữa cơ, nó không hề ăn một tí nào luôn, chỉ cần lấy tay lau nhẹ một cái thôi là bay đường mực đi hết. Đấy, xong rồi các bạn lại không có được một cái tờ điểm danh. Thường thì nó phải có một cái tờ điểm danh phải không, là ai nộp bài, ai nộp bài, ai không nộp, phải là có ai nộp bài ai không nộp để mà người ta biết, người ta kiểm bài để mà chấm điểm rồi các thứ. Nhưng mà không, năm nay có bộ là quý ngài Kawaguchi là đã chấm bài trước rồi,
Cho nên là những bài sau là nộp xong, có hay không không quan trọng, bởi vì kết quả đã có rồi, không cần nộp nữa, mà nộp cũng như vậy, không khá gì hết á. Nó rất là mệt nhờ, nó rất là mệt, nó rất là lằng nhằng. Cho nên là thôi, mình lên đây là với một cái mục đích là trải nghiệm thôi, chứ cái bài của mình thì mình cũng không mong là mình được giải. Nói vậy cho nó vuông chứ mình không có kinh nghiệm thì thua mình chả tiếc. Tiếc cho mấy ông mà đi, mà phải đi từ trong Hà Nội. Trong cái hôm mà mình đọc bài là có một ông xách tận mấy cái vali cơ, hình như là một cái vali, một cái vali mấy cái lùng hàng đấy, mà hình như ông nó đựng con Asia hả? Không, không phải Asia, đó là con gia cư, đúng rồi, con gia cư. Nó rất là to, vận chuyển mà nhìn rất là cồng kềnh. Nhưng mà những cái bài đó không được giải mình lại thấy khá là tiếc. Đến cái phần giải thì cái vòng bảng over 21 là mình biết các bạn nghĩ nó như nào rồi. Tại sao con ếch lại được lên nhận giải? Ừ, có ếch xanh sơn cụ, ếch xanh sơn cụ với lại con SD. Mình thấy có nhiều bài nó khá là xứng đáng hơn nhiều. Ừ, nhưng mà những phần đó là mình không thắc mắc nhiều. Mình thắc mắc nhất chính là bài con No Name. Con No Name tại sao hôm 26 mình đi nộp không thấy, hôm 27 mình lên triển lãm không thấy luôn, không hề thấy con No Name. Nhưng mà hôm 28 bùm, team bất ngờ chứ con. Con No Name xuất hiện lên hôm 28 xong rồi nó úp cái bùm. Giải 2 của bố mày, chúng mày không được giành. Đù. Dâu má ảo, ảo ma vậy sao? Ảo ma tới độ là hai hôm trước không đi nộp bài, xong rồi hôm 28 lên nộp bùm có giải. Ủa, vậy hôm 28 mình lên mình nộp bài mình nó giải luôn được không? Tại sao hôm 26 mình phải đi chứ cực cực chưa? Đó. Cho nên là mình rất là cấn cái khâu này. Nó rửa lắm. Nhưng mà thôi không sao. Năm nay tuy là nó hơi ao bùi tí, nhưng mà khi mà tham gia cái phần trả lời câu hỏi á, là mình được một cái phần quà, là một cái SD. Một cái SD bản limited hả? Ừ. Còn Wukong bản mất quyền công dân. Không sao, có hàng chơi cũng được. Có hàng chơi về là được, không sao. Cũng đỡ được một phần nào, đỡ tốn tiền xăng. Ừ, nó đỡ là mình tiếc tiền xăng hơn. Tóm lại là sao? Tóm lại là việc cái Chibin Lucy năm nay tổ chức nó qua loa như vậy thì làm cho cộng đồng anh em hobby ở Việt Nam khá là bất bình. Cũng như là mình mong là năm sau bên phía Go hay là bên nào đó tổ chức Chibin Lucy thì nó sẽ chỉnh chu hơn, nó sẽ đàng hoàng tươm tất hơn hơn là năm nay. Và cái điểm nữa chắc nó sẽ to hơn, sẽ có nhiều phần quà hấp dẫn, cũng như là chỗ trưng bày an toàn và rộng rãi hơn cho các anh em đi thi. Như vậy là nó sẽ yên tâm hơn một phần nào, đỡ hơn là việc các bạn cứ nâng nớt cái bài của bạn nộp lên xong rồi là bị ai đó sờ mó đụng hư gãy một vài cái chi tiết nào đó mình không biết đó, nó khổ vậy đó. Nên là thôi, mình chỉ có một vài cái góp ý như vậy thôi. Mong là bên phía Go hay là gì đó tiếp nhận, chứ mình là mình cũng chịu, mình đứng ngoài mình không có cái quyền gì hết á. Mình chỉ góp ý nói cho có vậy thôi. Tiếp nhận, nhận, không tiếp nhận thì cũng tiếp nhận đi ha. Chứ không thì dân tình người ta lại chửi. Tóm lại là sao? Cái Fed thì làm rất là ổn, Fed năm nay cực kỳ thích. Nhưng mà bên phần GBLC thì nó lại là một cái nỗi thất vọng khá là tràn trề đối với anh em hobby. Nhưng mà thôi, vô đó có đồ chơi là được, không sao. Chơi được là rất là vui rồi. Vài ba cái sự kiện thì làm nó cũng ổn thôi. Nhưng mà mình lên đó mình được tiếp cận nhiều với lại anh em Toku. Ừ, anh em Toku trên Hồ Chí Minh đông thật sự. Hồ Chí Minh anh em Toku đông phết, hàng cũng lớn nữa. Mấy ông cầm hàng một như là cây Haoken với lại cây Seiken lên. Thật cầm bọc sướng quá luôn, thề. Lần đầu tiên được cầm cái hàng 1-1 chơi nó bị sướng ấy mấy ông, tôi chảy nước ra mẻ luôn. Đấy, nói chung là ngoài mấy cây đó thì tôi cũng được vòng vòng thêm vài ba cái, khá là vui. Cảm ơn các ông đã xem hết cái video này. Nó, cái Fest năm nay đã đưa lại cho tôi một cái trải nghiệm hai lúa đó. Hai lúa đi Fest. Nó rất là vui, nó rất là đáng tiền xăng để mà tôi đi, cũng như đáng tiền chi phí cái thứ. Rất là đáng nha, nói thật. Fest năm nay đi hơi bị đáng nha, đáng tiền. Không, nhưng mà cái từ đáng này lặp lại hơi nhiều, nghe nó cũng chán nha. Nên là thôi kệ, end video đây luôn đi. Cảm ơn các ông đã xem tới đây. Hy vọng là các ông sẽ thích video lần này và ủng hộ cho tôi một cái subscribe, một cái like đi.
kênh tôi, để cho kênh tôi sớm được một ca sub. Ừ, một ca sub nữa mà tôi thấy cái điện thoại, chứ điện thoại tôi cùi quá rồi. Cùi phải cứt thề má, quay một chút lát phải nồi. Nên thôi mấy ông thông cảm đi nha. Ừ, nhớ subscribe đi, subscribe là có tiền đấy, điện thoại đấy, subscribe, bye.